Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Thanh Chương. Huyện ủy vừa tổ chức hội nghị chuyên đề trực tiếp và trực tuyến thông tin về tình hình trong nước, quốc tế nổi bật hiện nay. Hội nghị do Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Thảo, nguyên Phó giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh báo cáo. Tham gia hội nghị ở điểm cầu huyện ta có các đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ huyện, các đồng chí trưởng phó ban phòng huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cấp huyện, ủy viên ủy ban kiểm tra huyện ủy, phó giám đốc trung tâm chính trị huyện, lãnh đạo ban chỉ huy quân sự huyện, công an huyện, các đồng chí bí thư, phó bí thư, ủy viên thường vụ trực đảng, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc, chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự huyện, trưởng công an các xã thị trấn, bí thư, phó bí thư đảng ủy, chi ủy các cơ quan đơn vị trực thuộc, cán bộ công chức viên chức cơ quan huyện ủy, khối dân, trung tâm văn hóa thể thao và truyền thông huyện, các đồng chí báo cáo viên cấp huyện. Ở điểm cầu giao ban trực tuyến của các xã thị trấn có các đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ xã, các đồng chí phó chủ tịch hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc và trưởng phó các tổ chức chính trị xã hội cấp xã, bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc đảng bộ xã thị trấn, các đồng chí báo cáo viên tuyên truyền viên cấp xã, thành viên câu lạc bộ thời sự cấp huyện. Phát biểu và kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Dương, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện đã mong muốn các cấp các ngành từ huyện đến cơ sở cần tiếp tục làm tốt công tác nắm bắt tình hình, định hướng dư luận, chủ động đấu tranh với các thông tin sai trái trên không gian mạng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu chỉ tiêu đã đề ra, chủ động chuẩn bị các nội dung để tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ, làm tốt công tác phát hiện nguồn và kết nạp đảng viên mới, quan tâm đến công tác quy hoạch và đào tạo nguồn cán bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và quan tâm thực hiện các văn bản mới được quán triệt. Về phát triển kinh tế xã hội, còn tập trung rà soát lại hệ thống chỉ tiêu mà nghị quyết Đại hội huyện Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, đẩy mạnh việc thực hiện các chỉ tiêu của năm 2023, tập trung xử lý dứt điểm các điểm nghẽn, tập trung chỉ đạo công tác chăm sóc các loại cây trồng vụ xuân, tăng cường bám sát cơ sở, chỉ đạo và giúp đỡ các xã xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Đẩy nhanh tiến độ các công trình đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn, tập trung hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ của năm học 2022-2023, quan tâm công tác phòng chống dịch bệnh mùa hè, quản lý tốt các hoạt động du lịch và di tích trên địa bàn huyện. Các xã nằm trong lộ trình diễn tập chiến đấu năm nay cần làm tốt công tác chuẩn bị để đạt kết quả cao. Chiều ngày 4 tháng 4, chi bộ xóm Trung Long, xã Thanh Yên đã tổ chức sinh hoạt định kỳ tháng 4 năm 2023. Đồng chí Nguyễn Hải Dương, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Nguyễn Trọng Anh, trưởng ban tổ chức huyện ủy, đại diện một số phòng ban cấp huyện, lãnh đạo chính quyền địa phương đã tới dự. Tại buổi sinh hoạt, đồng chí bí thư chi bộ xóm đã báo cáo tình hình kết quả công tác tháng 3 và nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 4. Trên cơ sở đó, các đại biểu đã tham gia thảo luận nêu lên một số ưu điểm và hạn chế trong tháng vừa qua, các giải pháp cần thực hiện trong hướng tới. Tất cả các ý kiến đều có tính chất thẳng thắn, mục đích xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Hiện xóm Trung Long có 270 hộ với trên 1.400 nhân khẩu, chi bộ có 25 đảng viên. Về dự và phát biểu tại đây, đồng chí Nguyễn Hải Dương, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện đã ghi nhận và đánh giá cao sự lãnh đạo chỉ đạo sáng suốt từ đảng bộ đến từng chi bộ của xã Thanh Yên, đồng thời nêu lên một số mặt hạn chế cần khắc phục trong các kỳ sinh hoạt tiếp theo. Trong đó cần tập trung vào công tác giáo dục chính trị tư tưởng đến tận các đảng viên và nhân dân, chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, đồng thời thông báo một số chủ trương lớn của nhà nước quan tâm đến người dân, trong đó có xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, các xã vùng biên giới, xây dựng xã sạch về ma túy. Và đến nay đã có 11 xã không có con nghiện ma túy, phần đầu đến năm 2025, Thanh Chương sạch về ma túy, cảnh báo một số thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, tập trung làm tốt công tác chuyển đổi số mạnh mẽ trên địa bàn huyện từ nay đến năm 2030 trên ba trụ cột: chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Nông dân cần chuyển sang nông nghiệp số, sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, sản phẩm sạch có giá trị cao hơn so với những năm trước. Chiều ngày 6 tháng 4, huyện ủy đã tổ chức hội nghị quán triệt triển khai một số văn bản mới về công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật đảng. Đồng chí Nguyễn Văn Quế, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy đã tới dự. Tại hội nghị, các đại biểu đã được lãnh đạo Ủy ban kiểm tra huyện ủy quán triệt và triển khai một số văn bản mới về công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng, đó là quy định số 69 của Trung ương được ban hành vào ngày 6 tháng 7 năm 2022 về thi hành tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Đây là quy định về kỷ luật của đảng lớn nhất, hoàn thiện nhất từ trước đến nay, được hệ thống tương đối toàn diện, đầy đủ, cụ thể và bao quát các phương diện trong đời sống xã hội. Các vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên được đặt trong một quy định thống nhất đồng bộ để xác định cụ thể các hành vi và chế tài xử lý, làm căn cứ để kỷ luật. Quyết định số 34 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về ban hành các quy trình thực hiện
chuyển kiểm tra giám sát và thi hành quy luật đảng. Quyết định số 89 của Trung ương về ban hành quy trình kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo khiếu nại kỷ luật đảng của cấp tỉnh ủy và tương đương đến cơ sở. Quyết định số 885 Ủy ban Kiểm tra Trung ương về ban hành mẫu báo cáo thống kê về công tác kiểm tra giám sát về kỷ luật của đảng. Đây là nội dung có ý nghĩa rất quan trọng nhằm cung cấp những văn bản quy định mới về công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng của cấp trên, giúp cán bộ làm công tác đảng nắm vững và áp dụng vào thực tế đạt kết quả cao. Bởi trong bối cảnh hiện nay, việc nâng cao hiệu lực hiệu quả việc kiểm tra giám sát kỷ luật đảng đối với cán bộ đảng viên có vị trí vai trò đặc biệt quan trọng trong giữ vững ổn định chính trị, xây dựng cơ quan đơn vị địa phương vững mạnh và toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình thời sự. Chiều ngày 6 tháng 4, Sở Du lịch Nghệ An và Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Chương tổ chức hội nghị bàn về công tác phát triển du lịch. Đồng chí Trịnh Văn Nhã, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu được xem clip một số điểm nổi bật về du lịch, tổng thể về tiềm năng phát triển du lịch trên địa bàn huyện hiện nay. Tại đây, Ủy ban Nhân dân huyện đã thông báo có quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An công nhận khu du lịch nông trại sinh thái HDT xã Thanh Thủy là điểm du lịch đầu tiên trên địa bàn huyện Thanh Chương trong hệ thống du lịch tỉnh Nghệ An. Đây là điểm khởi sắc tốt cho huyện. Trên địa bàn huyện hiện có 457 di tích đã được đưa vào danh mục kiểm kê của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã được nhà nước xếp hạng 70 di tích, 13 di tích cấp quốc gia, 57 di tích cấp tỉnh. Thanh Chương còn là cái nôi của dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã được UNESCO công nhận. Lễ hội đền Bạch Mã đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di sản phi vật thể quốc gia năm 2019. Với địa hình chủ yếu là đồi núi, phía tây là dãy Trường Sơn hùng vĩ với nhiều thác nước còn nguyên sơ chưa được khai thác như thác Cây Trám, thác Lụa, thác Mưa, thác Liếp. Toàn huyện có hơn 70 hồ đập thủy lợi lớn nhỏ phục vụ sản xuất nông nghiệp và có cảnh đẹp như đập sông Rổ, đập Cửa Ông, đập Mưu Sĩ, đập Cầu Cau, sông Lam, sông Rổ và sông Răng, nhiều bãi bồi và thủy lưu thuận lợi cho phát triển du lịch sinh thái và trải nghiệm khám phá. Tính đến hết năm 2022, toàn huyện có 20 sản phẩm OCOP được công nhận 3 sao trở lên. Đây là những sản phẩm gắn với việc quảng bá sản phẩm chất lượng cao trên địa bàn huyện Thanh Chương. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác quy hoạch, điểm du lịch, hoạt động du lịch, quảng bá du lịch trên các phương tiện thông tin đại chúng để có hiệu quả, nhằm từng bước thu hút lưu khách về với huyện Thanh Chương ngày một nhiều hơn. Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An đã ghi nhận và đánh giá cao tiềm năng của một số điểm du lịch trên địa bàn huyện Thanh Chương. Để phát huy hết tiềm năng du lịch trên địa bàn, đồng chí đã mong muốn huyện cần thu hút các nhà đầu tư có tầm và có năng lực về trên địa bàn, sớm đưa huyện Thanh Chương trở thành một điểm du lịch hấp dẫn trên địa bàn tỉnh Nghệ An, cùng kết nối với các điểm du lịch trên địa bàn toàn tỉnh. Tiếp tục đầu tư kết cấu hạ tầng cơ sở, nhất là giao thông để kết nối các điểm du lịch, làm tốt công tác quảng bá du lịch trên các phương tiện thông tin đại chúng và chuyển đổi số mạnh mẽ về du lịch để du khách tiếp cận dễ dàng hơn, đồng thời từng bước thay đổi tư duy làm du lịch một cách bài bản chuyên nghiệp hơn. Ngày 6 tháng 4, đồng chí Trịnh Văn Nhã, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã có buổi làm việc với Ban Chỉ huy Quân sự huyện và các địa phương thiếu quân năm 2023. Công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2023 tuy gặp nhiều khó khăn, song thường xuyên được lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện, sự cố gắng nỗ lực của các cấp các ngành và vai trò tham mưu tích cực Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện và các cấp ủy chính quyền địa phương nên công tác tuyển quân của huyện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tổ chức giao quân đảm bảo chỉ tiêu nhanh gọn, an toàn, tiết kiệm, đúng quy định, được Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tuy nhiên vẫn còn 13 xã thị trấn thiếu chỉ tiêu khám trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023, trong đó có 5 đơn vị thiếu quân từ 40% trở lên. Tại đây, các địa phương, các ngành đã tích cực tham gia thảo luận, nêu lên những khó khăn vướng mắc cũng như những nguyên nhân tồn tại hạn chế trong quá trình thực hiện, như công tác tuyên truyền giáo dục ở một số địa phương về luật nghĩa vụ quân sự cho nhân dân và công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, chưa thực sự sâu rộng, chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao, chưa làm cho người dân và công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ nhận thức được trách nhiệm với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Một số lãnh đạo địa phương còn chủ quan, chưa thực sự quyết liệt trong công tác lãnh đạo chỉ đạo. Công tác quản lý rà soát nắm số lượng, chất lượng, nguồn sẵn sàng nhập ngũ chưa chặt chẽ. Hiện tượng một số công dân có sử dụng chất kích thích, làm sai lệch kết quả điểm tim và gian lận trong khám mắt,
Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng đã đề xuất các biện pháp, giải pháp để công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự thời gian tới đạt hiệu quả cao như đổi mới trong phương pháp tuyên truyền giáo dục luật nghĩa vụ quân sự, các phương án đối phó với các trường hợp gian lận trong khám tuyển, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong khám tuyển. Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả trong công tác tuyển quân của huyện. Để công tác tuyển quân năm 2024 đạt kết quả cao, đồng chí đề nghị các địa phương đơn vị cần thực hiện tốt một số nội dung sau. Đề nghị sau hội nghị này, các địa phương thiếu chỉ tiêu cần tiến hành họp hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã thị trấn để kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và nguyên nhân đối với các tập thể cá nhân trong công tác tuyển quân chưa đạt chỉ tiêu đề ra, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về luật nghĩa vụ quân sự, về truyền thống của quê hương đất nước của quân đội nhân dân Việt Nam, tăng cường quản lý chặt chẽ nắm chắc quân số trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, tập trung tham mưu và tổ chức tốt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2024 đảm bảo chỉ tiêu đề ra. Sáng ngày 5 tháng 4, Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Chương tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2023. Đại diện lãnh đạo Công an phòng cháy chữa cháy, phòng PC07 Công an tỉnh, đồng chí Lê Đình Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện về dự và khai mạc hội nghị. Tham gia lớp tập huấn có gần 200 đồng chí là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, trưởng Công an xã, tổ trưởng tổ liên gia phòng cháy chữa cháy của 38 xã thị trấn, cán bộ chiến sĩ Công an huyện. Tại lớp tập huấn, các đại biểu được nghe lãnh đạo huyện báo cáo một số kết quả tồn tại vướng mắc trong quá trình phòng cháy chữa cháy ở các địa phương chưa được giải quyết trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn thời gian tới, các cấp ban ngành liên quan cần có giải pháp phù hợp để tháo gỡ khó khăn, trong đó có các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn đang dừng hoạt động, gây thiệt hại cho các cơ sở kinh doanh. Các cơ quan đơn vị hành chính cần quan tâm hơn nữa đến công tác phòng cháy chữa cháy tại cơ quan mình, nhất là tại các văn bản giấy tờ liên quan đến người dân. Sau hội nghị tập huấn này, các cơ quan đơn vị địa phương cần phải quan tâm hơn nữa đến công tác phòng cháy chữa cháy một cách nghiêm túc, bài bản hơn, đồng thời làm tốt công tác cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu. Toàn bộ nội dung tập huấn trên do cán bộ công an phòng cháy chữa cháy, phòng PC07 truyền đạt và lên lớp. Sáng ngày 6 tháng 4 năm 2023, Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thủy lợi Thanh Chương tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. Về dự và phát biểu có lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện cùng các cán bộ công nhân viên chức người lao động của cơ quan. Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thủy lợi Thanh Chương có 66 đoàn viên và có 41 đảng viên được phân ra 3 tổ. Nhiệm kỳ 2017-2023, Ban chấp hành Công đoàn đã phối hợp với Ban giám đốc tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức hội nghị cán bộ công chức viên chức người lao động hàng năm, tổ chức đối thoại giữa ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên của cơ quan một cách nhịp nhàng, những tâm tư nguyện vọng và vướng mắc được trao đổi giải quyết một cách thỏa đáng, giúp cho đoàn viên an tâm tin tưởng công tác tốt. Nhiệm kỳ qua, Công đoàn của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thủy lợi Thanh Chương đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen, tặng cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tặng cờ và bằng khen thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh. Các hoạt động thăm hỏi, hiếu hỉ, tặng quà cho các gia đình khó khăn, tham quan du lịch, học tập kinh nghiệm được thực hiện phù hợp với thực tế với tổng số tiền 120 triệu đồng. Trong 5 năm qua đã có 10 đồng chí đoàn viên công đoàn được kết nạp vào đảng, tổ chức và thực hiện tốt các phong trào thi đua. Phát biểu tại đại hội, lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện mong muốn trong thời gian tới, Ban chấp hành Công đoàn của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thủy lợi Thanh Chương tiếp tục đồng hành quan tâm chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động, quan tâm đề đạt với Ban giám đốc, lãnh đạo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thủy lợi để mỗi đoàn viên có điều kiện nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, các nội dung liên quan mà đoàn viên có nguyện vọng, đổi mới công tác vận động tập hợp quần chúng, tổ chức thực hiện thắng lợi các phong trào do cấp trên phát động. Trên cơ sở dân chủ công khai, đại hội đã bầu ra ban chấp hành khóa mới gồm 5 đồng chí, bầu đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên, tặng hoa chúc mừng những đồng chí không tái cử. Sáng ngày 6 tháng 4, Tòa án Nhân dân huyện đã tổ chức phiên tòa xét xử lưu động hai vụ án về tội tàng trữ sử dụng chất ma túy và trộm cắp tài sản tại trường Trung học phổ thông Thanh Chương 1 với sự tham gia của trên 1.000 học sinh, cán bộ, giáo viên và nhân viên trường Trung học phổ thông Thanh Chương 1. Phiên tòa đã xét xử vụ án thứ nhất đối với bị cáo Nguyễn Văn Trọng sinh năm 1969 tại xã Võ Điện về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo lời khai của Nguyễn Văn Trọng, cách đây khoảng 2 năm, Nguyễn Văn Trọng đi buôn bán nông sản tại nước Lào thì mua được của một người đàn ông Lào một gói ma túy dạng nhựa thuốc phiện
với giá 30.000 kíp Lào. Sau khi mua về, Trọng để nguyên gói ma túy này cất giấu trong tủ quần áo ở phòng ngủ. Đến khoảng 13 giờ 0 phút ngày 30 tháng 12 năm 2022, lực lượng công an huyện Thanh Chương thi hành lệnh khám xét khẩn cấp đối với chỗ ở của con trai Nguyễn Văn Trọng là Nguyễn Văn Hoàng vì liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Biết hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy của bản thân không thể che giấu được nên Nguyễn Văn Trọng đã xin tử thú, đồng thời tự nguyện giao nộp cho cơ quan công an một gói ni lông màu trắng bên trong là ma túy có tổng khối lượng là 3,14 gram. Căn cứ vào điểm B khoản 1 điều 249, điểm R S khoản 1 2 điều 51 Bộ luật hình sự, điều 106, 136 Bộ luật tố tụng hình sự. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên bố xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Trọng 12 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 30 tháng 12 năm 2022. Sau xét xử phiên tòa thứ nhất, với mong muốn trang bị và nâng cao kiến thức pháp luật cho các em học sinh của trường Trung học phổ thông Thanh Chương 1, các cơ quan thi hành pháp luật đã phối hợp với Ban Thường vụ Huyện đoàn và trường Trung học phổ thông Thanh Chương 1 giao lưu tìm hiểu pháp luật với phương châm các cơ quan thi hành pháp luật hỏi học sinh trả lời và học sinh hỏi các cơ quan thi hành pháp luật trả lời. Buổi giao lưu đã diễn ra trong không khí vui vẻ và phấn khởi, tập trung chủ yếu vào việc tìm hiểu các nội quy, quy định của pháp luật nói chung và các bộ luật hình sự, hôn nhân và gia đình nói riêng. Sau phần giao lưu, Tòa án Nhân dân huyện tổ chức xét xử vụ án thứ hai đối với bị cáo Trần Văn Ngãi ở xã Võ Liệt về tội trộm cắp tài sản. Vào khoảng 13 giờ ngày 16 tháng 10 năm 2022, Hoàng Văn Sáng điều khiển xe mô tô đến nhà Trần Văn Ngãi rồi chở Ngãi đi đến thị trấn huyện Thanh Chương chơi. Khi đi đến khu vực ngã ba chợ tàu thuộc xã Ngọc Sơn thì Ngãi bảo Sáng quay xe lại để lấy trộm cái máy cưa buộc trên xe mô tô của anh Nguyễn Văn Nam ở xã Ngọc Sơn, sau đó mang sang xã Thanh Thủy để bán. Đến 17 giờ ngày 18 tháng 10 năm 2022, nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nên Sáng đã đến công an huyện Thanh Chương đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, còn Trần Văn Ngãi bỏ đi khỏi địa phương đến tỉnh Hưng Yên làm việc. Ngày 14 tháng 2 năm 2023, Trần Văn Ngãi đến cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đầu thú, căn cứ vào khoản 1 điều 137, điểm IS khoản 1, khoản 2, điều 51 của Bộ luật hình sự, điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự, điều 584, 585, 589 Bộ luật dân sự. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử đã xử phạt Trần Văn Ngãi 12 tháng tù, thời hạn tù được tính từ ngày 14 tháng 2 năm 2023. Đây là bài học đắt giá cho những ai không chấp hành đúng pháp luật, cũng là lời cảnh tỉnh đối với tất cả mọi người dân trên địa bàn huyện. Chương trình thời sự hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.